Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua tình đống. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiết mục Thế cuộc xoay vần với bình luận gia Đại Dương. Đại Dương kính chào và cảm ơn quý vị đón xem chương trình Thế cuộc xoay vần với chủ đề Cuộc chiến mắt trả mắt, răng trả răng. Kính thưa quý vị, Abu al-Baghdadi, tư lệnh quốc gia Hồi giáo Iraq trong tổ chức Al-Qaeda đã đổi thành tên Quốc gia Hồi giáo Iraq và Cận Đông năm 2013 khi mở rộng hoạt động sang Syria. Baghdadi tách khỏi Al-Qaeda từ đó và chống lại Tổng thống Assad của Syria, mặt trận Nusra, người Kurd ở Syria, các bộ tộc Sunni tạo thành cuộc chiến phức tạp tại Iraq và Syria. Sau một thời gian ngắn, lực lượng của Baghdadi đã kiểm soát phần lớn miền đông của Syria và tây bắc Iraq, nên tuyên bố thành lập Vương quốc Hồi giáo từ tháng 6 năm 2014. Vua Baghdadi kêu gọi tín đồ đạo Hồi tuyên bố trung thành với Vương quốc Hồi giáo. Các tay súng Vương quốc Hồi giáo đã đẩy cuộc thánh chiến đến tận cùng man rợ bằng cách sát hại, hành hạ bất cứ ai trên đường tiến quân, làm tan rã 4 sư đoàn Iraq do Mỹ huấn luyện và trang bị trong đợt tiến công từ tháng 6 năm 2014. Các tay súng Hồi giáo thuộc dòng Sunni chiếm đa số so với dòng Shiite trên thế giới đang khơi dậy cuộc chiến truyền kiếp giữa hai dòng chính trong đạo Hồi. Dân quân tình nguyện Shia đã giúp quân đội Iraq tái chiếm một số làng mạc và thị trấn ở Fallujah do Vương quốc Hồi giáo kiểm soát, lại sử dụng các biện pháp răng trả răng, mắt trả mắt đối với các tay súng thánh chiến bị bắt. Giao tranh trên chiến trường Iraq và Syria với mục đích chống lại chính quyền do dòng Shia lãnh đạo, lẫn các cuộc xung đột giữa các nhóm Hồi giáo vũ trang, tạo thành cuộc chiến không lằng ranh rõ ràng. Chính phủ Ankara từ chối yểm trợ cho người Kurd ở Syria khi thị trấn giáp giới Kobani bị Vương quốc Hồi giáo bao vây, bởi vì phiến quân Kurd đã chiến đấu dai dẳng để đòi quyền tự trị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người Kurd ở Iraq đang đàm phán với Ankara nhằm đưa tay súng Peshmerga được trang bị vũ khí diệt tăng và chiến xa mà người Kurd ở Syria rất cần để chống lại Vương quốc Hồi giáo. Sự can thiệp của quốc tế do Hoa Kỳ chủ động càng làm cho tình hình Trung Đông thêm phần rắc rối. Iran và chính quyền Syria, chính quyền Iraq ủng hộ hoạt động không kích của Mỹ và đồng minh nhắm vào Vương quốc Hồi giáo, vì điều này giúp cho các chính phủ Shia đứng vững. Như thế, khác nào giúp cho sự bành trướng của dòng Shia vốn chiếm thiểu số tại Trung Đông, khiến cho tín đồ Sunni bất mãn. Các quốc gia Sunni ở Trung Đông sợ mất vào tay Hồi giáo cực đoan, nên tạm đứng về phía Tây Phương để thúc giục Mỹ vũ trang cho quân đội giải phóng Syria lật đổ Tổng thống Assad. Trận chiến ở Trung Đông có vẻ bất tận vì chưa thấy giải pháp nào có thể làm thỏa mãn ý đồ sâu thẳm của các phe phái. Cảm ơn vị đã theo dõi chương trình Thế cuộc xoay vòng. Hẹn tái ngộ.